Chào cả nhà của kênh Hạnh Vlog nha. Ngày hôm nay Hạnh có con gắn nè cả nhà. Con gắn này là ông anh á, ông đi bẫy được. Gắn này kêu là gắn nước nha. Con gắn này thì nó cũng khá là to luôn á, nó được 700g. Hôm nay Hạnh sẽ làm một cái clip về cái con gắn này. Cả nhà đón xem thử coi Hạnh làm cái món gắn này là món gì nha. Giờ Hạnh sẽ tiến hành mà đi mặn cái con gắn này nha. Coi nó còn sống luôn nè, có cái đầu đó nè. Đó, nó còn sống luôn đó. Gắn hồi nãy Hạnh mặn sạch sẽ hết trơn rồi nè cả nhà. Gắn này á, hồi nãy Hạnh mặn đó nha, là Hạnh phải trụng nước sôi á, xong rồi á mình cạo cái phần da bên ngoài là cái dãy của con gắn á, cạo cho nó sạch, xong là mình mổ bụng là xong rồi nha. Rồi mình lấy cái chài đâm tiêu á, mình dằn cho cái xương của xương sống nó mềm, mình hầm mới ngon nha. Hôm nay Hạnh sẽ làm cái món là gắn nước, mình sẽ hầm với lại nguyên liệu là có nè, đu đủ nè, củ cải trắng, sả, nấm rơm. Và cái này là đậu phộng nha. Đậu phộng này thì nó còn sống nên Hạnh phải luộc trước nè. Đậu phộng này thì nó lâu chín lắm nên Hạnh đã luộc rồi. Gắn nước thì Hạnh sẽ chấm với lại nước mắm xả nha cả nhà. Đây, nước mắm xả của Hạnh là có là xả, ớt, đường, bột ngọt và nước mắm. Tiêu này thì một tí Hạnh sẽ mình hầm cái con gắn, mình sẽ gãi lên cho nó sẽ tăng lên cái độ thơm nha. Giờ Hạnh sẽ cắt cái củ cải trắng là mình chuẩn bị mình đem cái con gắn nước mình đem đi hầm nha. Gắn thì thường là phải có xả với lại củ cải nó mới ngon. Hôm nay thì Hạnh sẽ mình hầm với lại củ cải, mình sẽ làm bằng nước dừa nha cả nhà. Đây, Hạnh có nguyên một trái nước dừa luôn nha. Dừa này là dừa tươi á. Mình hầm với con gắn thì mình nước dừa tươi á thì cái nước nó sẽ ngọt lắm. Sẽ bỏ dầu vào cái chảo mình chuẩn bị mình phi xả, mình thử cái mùi gắn nha. Cái chảo bây giờ mình bắt lên cũng khá là nóng rồi. Cho xả vào. Giờ Hạnh sẽ bỏ cái gắn vào nha, gắn nước vào mình sẽ bỏ vào cho chung với xả. Mình nó thơm với lại gắn thì nó săn lại rồi. Hạnh sẽ đổ nước dừa vào nha. Đó, thơm phức luôn á. Mình mà thử về nè, cái gắn của mình á rất là thơm luôn. Đây là trái nước dừa tươi nha. Giờ Hạnh sẽ đổ vào cái phần gắn này luôn. Phần nước dừa nó hơi ít á, thì một tí thì nếu mà nó thiếu thì Hạnh sẽ cho thêm một miếng nước lạnh vào nha.
sẽ bỏ đu đủ vào nè, bỏ đu đủ với lại củ cải trắng vào luôn cho nó ra cái nước ngọt. Mình hầm chung với gắn cho nó lên cái nước ngọt nữa. Hạnh sẽ cho đậu, Hạnh sẽ bỏ cái đậu phộng này vào luôn nha. Cái đậu phộng này nãy Hạnh luộc chín 50% rồi, giờ Hạnh sẽ bỏ vào luôn. Tại cái đậu phộng này thì nó lâu chín mất nên mình phải luộc trước 50% nha. Cho một ít cà no luôn. Hạnh sẽ cho bột niêm vô nha một tí á, cái gắn của mình mà nó chín á mình sẽ niêm lại. Giờ Hạnh sẽ bỏ một ít bột niêm vô cho nó thơm mà nó thấm vô cái con gắn đó, nó ngon lắm. Ôi ôi, cái nước quá ngọt luôn á, ngọt ngọt quá trời luôn á, nhưng mà nó hơi lạc nè. Giờ Hạnh sẽ cho thêm một ít nước mắm vào nha. Cái nước nó đã quá ngọt rồi cả nhà ơi. Cái nước hồi nãy nước dừa với lại đu đủ, củ cải, nó ra cái nước quá ngọt luôn. Bây giờ nó chỉ còn thiếu là cái chất mặn thôi nha. Giờ Hạnh sẽ cho thêm một miếng nước mắm nè. Mình cho thêm một miếng cà no nữa. Không có bỏ đường luôn á. Nước nó ngọt kinh điển thiệt chứ. Tại vì Hạnh hầm cái nước dừa rồi củ cải trắng đu đủ nó ra cái vị rất là ngọt luôn. Đây, một phần núm này Hạnh sẽ cho vào luôn nha. Núm này tại vì cái phần núm này á, núm rơm á nó rất là dễ chín luôn nên Hạnh để sau nè. Giờ Hạnh sẽ để cho núm của mình thêm 5 phút nữa là xong, là nó chín là đem lên mời cả nhà dùng với Hạnh luôn nha. Trời ơi, gắn nước hầm với lại nguyên liệu đu đủ, củ cải trắng, đậu phộng, nước dừa quá ngon luôn. Cái phần xả nó ra, cái ra mà mình hầm á, nó ra cái mùi xả khá là thơm luôn á. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Quá trời, cái chảo gắn mình hầm với lại tất cả nguyên liệu khá là ngon luôn á cả nhà. Cái nước nó ngọt kinh điển lắm. Giờ cái phần nấm rơm của Hạnh á, nó chín hết trơn rồi nha. Giờ Hạnh sẽ gãi hết trơn phần tiêu lên trên luôn nè. Là mình chuẩn bị mình review cho cả nhà cái hương vị luôn. Quá trời hấp dẫn luôn rồi. Nhìn là muốn chảy nước miếng đúng luôn á. Cho hết tiêu luôn. Hết nổi rồi, giờ Hạnh sẽ múc vô một cái chén nha. Mình ngồi ăn tại cái lò luôn cho thường á. Mình hầm với lại gắn này nè, mình phải ăn cái độ nóng á nó mới ngon. Giống như là cái lẩu vậy đó cả nhà. Nên Hạnh sẽ ngồi tại kế cái lò mình ăn luôn nha. Giờ Hạnh sẽ múc gắn đi, múc hai cục gắn mình cho vô cái chén, đu đủ, đậu phộng, củ cải trắng, núm rơm nữa nè. Đó. Múc cái phần nước, phần nước này là phần nước giá trị nha, ngọt kinh điển lắm nha cả nhà. Đấy, giờ Hạnh sẽ múc lên, mình sẽ ngồi một trên một cái bực mình ngồi ăn luôn nha. Quá hấp dẫn rồi cả nhà ơi. Cái phần nước kinh điển luôn. Ủa nó nóng. Còn cái gắn nè. Cái gắn hồi nãy Hạnh dằn ra nó chín mà chín bung luôn cái phần xương sống luôn á. Chấm với lại miếng mắm xả thử coi. Đây mời cả nhà một miếng gắn mình hầm nha. Không biết cái thịt gắn nước này nó như thế nào nữa. Nhìn là muốn chảy nước miếng rồi đó. Ngọt. Nó ngọt mà cái thịt gắn nó chín vừa tới luôn nha. Nó vẫn còn cái độ mềm mà nó vẫn còn cái độ dai nữa. Ăn khá là ngon luôn á cả nhà, tuyệt vời luôn á. Ngon. Nóng quá. Hấp cái phần nước thử coi, coi cái nước này là cái nước giá trị nè.
Ôi, nó ngọt mà nó thanh luôn á. Cái nước nó của củ cải với lại đu đủ nó ra, với cái phần xả nó hòa quyện vào nhau rất là ngon luôn. Mắm gơm nó ra rất là ngọt luôn á cả nhà. Ủa ngọt. Cái mắm gơm này ăn là giá trị nè. Ngon. Cái nấm gơm mình bỏ vào mình hầm chung với nước dừa nó thấm vào chung nó rất là ngọt luôn á cả nhà. Quá ngon rồi cả nhà ơi. Giờ múc thêm miếng nữa, múc thêm miếng gắn nữa. Mình ăn gắn là mình phải ăn nóng gì nữa mới ngon. Nấm gơm cho vô luôn. Đó. Đủ. Ăn thử cái hột đậu phộng coi, cái hột đậu phộng hồi nãy Hạnh hầm chung với lại gắn nè. Mình ăn cái đậu phộng này coi nó như thế nào nha. Đậu phộng thì cái hậu nó có bùi bùi, cái dẻo dẻo mà mình hầm chung lại gắn á, ngon lắm cả nhà ơi. Mời cả nhà thêm một miếng gắn mình hầm nha. Thịt gắn ngọt, hầm chung với nước dừa nữa, quá ngọt luôn á, ngọt mà không biết diễn tả luôn á. Gắn này gắn nước á, cái thịt nó ngọt lắm. Mình Hạnh làm cái món mà gắn mà mình hầm đủ đủ à, củ cải, xả, đậu phộng, nấm luôn, nó hòa quyện hòa nhau không có nào mình nói được luôn á. Nó ngọt, nó ngọt sao luôn á cả nhà. Ăn chúng cái đậu phộng nó béo béo nữa. Còn nấm gơm thì ăn thì nó ngọt. Cả nhà ơi, Hạnh xin cắt clip đây nha cả nhà. Cái món mà gắn mà mình hầm với lại đu đủ xả đồ tất cả nguyên liệu đó, nó rất là ngon luôn. Cả nhà thấy video của Hạnh làm cái món này khá hấp dẫn thì cả nhà cho Hạnh xin một like nha, một đăng ký và một chia sẻ nha cả nhà. Giờ chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà gặp vào những video tiếp theo nha. Bye bye.